nhưng chạy thoát được ra bên ngoài rồi lại không ngờ rằng còn có nhiều kẻ địch hơn. Thực hiện bước nhảy liên tục khiến tâm trí của bà sắp sửa đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Ông bố ở vũ trụ Alpha đã quay trở lại ép Evelyn vào tường chuẩn bị cùng chết với nhau. Thời khắc quan trọng, Evelyn lại một lần nữa nhảy vào người của ngôi sao võ thuật. Ngón út tập luyện nhiều năm khiến cơ bắp phát triển, một cú búng tay nhẹ nhàng đẩy được ông bố Alpha ra. Tiêu diệt hết tất cả kẻ địch xong, tinh thần của Evelyn cũng đạt tới giới hạn chịu đựng. Lúc này Jobu cũng đã tới hiện trường. Evelyn định thực hiện bước nhảy lần nữa nhưng cơ thể đã không thể chịu đựng nổi nữa mà nôn thốc nôn tháo, rồi ngã lăn đùng ra đất mất đi ý thức. Đến lúc hoàn hồn lại thì đã quay về nhà. Tối nay là bữa tiệc tất niên, Jobu lại xuất hiện ở trước mặt Evelyn. Bị Jobu từng bước dồn ép, ý thức của Evelyn bắt đầu đi xuyên qua đa vũ trụ. Mới giây trước vẫn còn là hiệp nữ trong rừng, mà giây sau đã biến thành phạm nhân trong tù rồi. Thậm chí còn đi vào không gian hai chiều biến thành hình vẽ bằng bút sáp màu, hoặc là con búp bê giấy treo lơ lửng trên cành cây. Cho dù bà có cố gắng làm gì thì cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Còn đây cũng chính là lý do vì sao mà Jobu lại trở nên xấu xa. Cô ta đưa Evelyn tới trước một cái bánh donut giống như hố đen. Đối mặt với hư vô của đời người, cho dù là tình thân hay là tình yêu thì cái gọi là hạnh phúc cũng chẳng qua chỉ là ảo giác của con người mà thôi. Bất giác Evelyn đã bị ảnh hưởng, bắt đầu hoàn toàn giải phóng bản thân, làm bị thương mọi người xung quanh mà không kiêng nể gì trong các vũ trụ song song khác nhau. Chửi lại bà cô tới kiểm tra thuế, tự tay đập phá tiệm giặt là mà mình đã kinh doanh biết bao nhiêu năm nay. Ở một vũ trụ trong số đó, Evelyn và Joy biến thành hai cục đá xuất hiện ở một hành tinh không có sự sống. Jobu muốn nói với Evelyn rằng con người nhỏ bé đến cỡ nào ở trong đa vũ trụ. Cô ta như phát điên lên đi tìm Evelyn chính là mong cùng bị hủy diệt với bà. Kết thúc cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì này. Còn chính vào lúc Evelyn sắp sửa bị thuyết phục thì giọng nói của Waymond đã kéo ý thức của bà quay trở lại. Ông đi tới trước mặt Evelyn cố gượng cười nói một câu rằng Evelyn trong quá khứ chưa bao giờ tin vào câu nói thừa thãi này của chồng, nhưng lần này dường như sự việc đang phát triển theo hướng tốt hơn. Bà cô thu thuế không làm khó bà mà còn cho bà thêm thời gian một tuần. Waymond ở một vũ trụ khác bị Evelyn đâm bị thương, không những không trách bà mà còn dùng cảm đứng chặn trước mặt kẻ địch. Khoảnh khắc này bà bỗng dưng nhận ra, cho dù là ở vũ trụ nào, gặp gỡ nhau như thế nào, thì chồng bà cũng toàn tâm toàn ý yêu bà. Lúc trước đưa ra đề nghị ly hôn cũng là mong được coi trọng. Cuối cùng thì Evelyn đã thoát ra được sự mê hoặc của Jobu mà quyết định đứng về phía Waymond. Thì ra cái gọi là đại thiện chính là sau khi biết rõ được chân tướng của cuộc sống nhưng vẫn lựa chọn yêu nó. Thấy Evelyn cứ u mê không chịu tỉnh ngộ, Jobu đã triệu hồi Everything Bagel tới chuẩn bị đưa theo tất cả mọi người cùng đi vào chỗ chết. Evelyn muốn cứu vãn tình thế nhưng lại bị đội quân của thế lực tà ác chặn mất đường đi. Chúng cầm súng bắn tỉa liên tục vào người Evelyn, nhưng viên đạn lại dừng lại ở trước mặt bà và biến thành mắt cá vàng hoạt hình. Cảnh tượng tuy rằng rất hoang đường nhưng cũng khiến cho Evelyn hiểu ra được một đạo lý. Đó chính là bạo lực không thể nào diệt trừ được bạo lực. Muốn thay đổi suy nghĩ của con người thì bắt buộc phải đánh thức được sự tốt đẹp sâu trong nội tâm của họ. Vì thế Evelyn đã dùng sự vui vẻ làm vũ khí chém giết suốt dọc đường. Nhưng lại không ngờ rằng trở ngại cuối cùng lại là bố của mình. Sự tồn tại của ông vẫn luôn là nút thắt không cởi ra được ở trong lòng của Evelyn. Evelyn cảm giác mình đã nợ ông, hận bản thân mình vì sinh ra đã là con gái, hận bản thân mình vì năm đó đã bỏ nhà ra đi. Nhưng lúc này bà đã ngộ ra rồi. Cuối bộ phim, Evelyn túm lấy Jobu sắp sửa đi vào hư không nói với cô ta rằng con người đích thực là chỉ là hạt cát trong đa vũ trụ rộng lớn. Nhưng nhỏ bé không đáng sợ, thứ đáng sợ thực sự chính là tự mình trốn tránh và từ bỏ. Cuộc đời vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng quá trình theo đuổi ý nghĩa của cuộc đời chính là ý nghĩa.